Khi chúng ta đến ngôi nhà mục vụ này để cùng nhau bàn họp và nhất là đọc và nghe lời Chúa, để chúng ta đón nhận tình thương của Chúa và chúng ta đem ra thực hành trong đời sống, biểu nhận tình bác ái yêu thương với tất cả anh em chị em. Và giờ đây xin cộng đoàn chúng ta hợp ý để chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn và nhất là xin Chúa làm phép thánh hóa ngôi nhà mục vụ để chúng ta đưa vào sử dụng trong giáo họ, để đem lại nhiều lợi ích cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo họ. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con ta thiết cầu xin Chúa là Cha toàn năng cho nhà mục vụ này và cho mọi người cũng như tất cả đồ vật trong nhà. Xin Chúa đoái thương, làm phép và thánh hóa và chúc phúc cho ngôi nhà mục vụ này và ban đầy đủ mọi ơn lành. Xin ban cho chúng con mỗi khi đến nơi đây để học hỏi lời Chúa và họp bàn các việc lành thanh thì được chan hòa ơn phúc bởi trời, và thương ban cho chúng con được mọi điều mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời ban kèn cũng cử lên một bài. Và giờ đây, cô xin kính mời quý đấng Phật và cộng đoàn chúng ta cùng tiến vào nhà thờ để dâng lễ thánh lễ cùng thánh thánh quan thầy và tạ ơn trong gió họ trong ngày lễ tạ ơn hôm nay. Trước hết, cô xin kính mời cờ đầu và thánh giá niên cao chúng ta đi trước. Thiếu nhi và cộng đoàn giáo họ.
Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa Cha Chánh Xứ Giáo xứ Sơn Cước, cũng là Cha Sở Bò Đạo Đắc Chúng, kính thưa quý Cha Đồng Tế, kính thưa quý Thầy Quý Sơ, kính thưa quý Hội đồng Mục vụ, quý Sứ, quý Họ, cách riêng Hội đồng Mục vụ Giáo Họ Đắc Chúng, kính thưa quý vị chính quyền các cấp, kính thưa quý cô, quý ông bà, toàn thể anh chị em. Hôm nay chúng ta rất hân hoan vui mừng với Cha Sở, với cộng đoàn dân Chúa trong Giáo Họ Đắc Chúng quy tụ về đây để trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa tình thương. Chúa đã thương Giáo Họ Đắc Chúng của chúng ta. Số giáo dân không có đông, chỉ khoảng độ 100 giáo dân, nhưng chúng ta đã cùng nhau để xây dựng Giáo Họ. Chúng ta thấy Chúa đã thương Giáo Họ chúng ta rất là nhiều. Qua Thánh Vincente, Chúa đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu ơn lành. Chúng ta cũng có ngôi nhà thờ rất là khang trang, rất là sạch đẹp. Chúng ta có tất cả mọi sự, và nhất là với tinh thần đoàn kết yêu thương. Rồi chúng ta có các vị ân nhân, nhất là các vị ân nhân ở miền Nam giúp đỡ chúng ta. Và giờ đây chúng ta lại có ngôi nhà một vụ mới. Bao nhiêu mơ ước giờ đây đã thành sự thật. Với năm ngoái thôi, tôi cùng với quý cha đến đây, chúng ta đã làm phép đất cũng như là khu vực trần để chúng ta chuẩn bị cho cái ngôi nhà một vô. Với mơ ước đó, ngày nay chúng ta đã cùng nhau cắt băng khánh thành, cùng với Giáo Họ chúng ta tạ ơn Chúa, cùng với Giáo Họ chúng ta tạ ơn Thánh Vincente, cùng với Giáo Họ chúng ta cảm ơn Cha Xứ, cảm ơn tất cả những người ân nhân đã giúp đỡ, cũng như cảm ơn tất cả anh em chị em trong Giáo Họ chung tay để kiến thiết xây dựng Giáo Họ. Và giờ đây trong tâm tình tạ ơn, kính Thánh Vincente chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết. Trước hết với tinh thần cảm tạ đối ơn Chúa, cảm ơn Thánh Quang Thầy, và chúng ta cảm ơn tất cả các quý vị ân nhân đã giúp đỡ chúng ta từ trước đến nay, và nhất là giúp đỡ chúng ta trong công trình này, và rồi tiếp tục giúp đỡ chúng ta trong mọi công việc của Giáo Họ nữa. Xin Chúa nhân từ trả công bồi hậu cho quý vị ân nhân. Và trong thánh lễ hôm nay chúng ta cũng tưởng nhớ và cầu nguyện cho tất cả mọi người Giáo Họ Đắc Chúng của chúng ta. Từ khi có Giáo Họ cho đến bây giờ, các vị tiền nhân đã đón nhận đức tin để chúng ta có gia sản đức tin như ngày hôm nay. Các vị tiên nhân và tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em, chị em của chúng ta, những người đã ra đi an nghỉ trong Chúa, xin Chúa trả công bồi hậu cho tất cả những người đã làm ơn cho chúng ta, các đấng vẫn đã quay sóc chúng ta từ trước đến nay, những người đã giúp và giúp công để xây dựng, bảo vệ, kiến thiết Giáo Họ chúng ta, và nhất là các vị đó ra đi an nghỉ trong Chúa, xin Chúa nhân từ trả công bồi hậu cho tất cả các quý vị ân nhân. Chúng ta cũng xin Chúa thương qua Thánh Vinh Sơn ban muôn phúc lành cho cộng đoàn chúng ta tham dự thánh lễ hôm nay. Và hôm nay tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tất cả các cô, các ông, các anh em có tên thánh ở Vinh Sơn trong ngày mừng lễ bổn mạng. Xin Chúa qua Thánh Vincente ban muôn phúc lành cho tất cả các cô, các ông, các anh em, và xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong cuộc sống. Và giờ đây chúng ta dâng tất cả những ý nguyện của chúng ta lên Chúa. Xin Chúa đoái thương nhận lời cầu xin của cộng đoàn chúng ta. Nhưng là những lời cảm tạ, những lời cầu xin của chúng ta đáng được Chúa chấp nhận. Giờ đây chúng ta nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tự hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria
thiên thần các thánh và anh chị em.